Slogamate là một tiệm cà phê xinh xắn nằm tại số 27 Phạm Ngũ Lão, với mong muốn mang đến cho khách hàng một trải nghiệm mới về không gian và sản phẩm. Tại Slogamate thì các thực khách có thể thỏa sức với niềm đam mê sống ảo, đặc biệt là mô hình bể cạn Slogamate, có thể nói là độc đáo nhất Hải Phòng. Với mong muốn giới thiệu đến nhiều hơn cho các vị khách biết thêm về đảo Ngọc Thiên Đường, vịnh Lan Hạ của thành phố Cảng. Thức uống của nhà Slogamate thì siêu siêu ngon, cà phê kem muối tại đây thì đúng chuẩn gu các coffeeholic, cà phê đậm vị hơi đắng nhẹ, có vị ngọt của sữa và đặc biệt là kem mây muối mặn mặn béo bùi, chắc chắn sẽ khiến thực khách quay lại và order một lần nữa đấy. Bên cạnh đó thì còn rất 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 nhiều những món đồ uống hấp dẫn khác nữa, chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả những thực khách khó tính nhất.